Thôi, mình chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn. Rồi, hôm nay mình tiếp tục cuộc hành trình bắt dế với lại hai nhóc cháu mình với con mình nha các bạn. Nay đi đâu bên? Đi thử thách 6 ngày 6 đêm bắt dế giùm vậy Phúc. Rồi, thử thách 6 ngày 6 đêm bắt dế luôn ạ. Dạ. Ba mẹ kêu cũng về luôn phải không? Đúng. Bảo vệ đuổi cũng về luôn phải không? Dạ. Mà khát nước quá đi về. Giống như bữa các bạn, khát nước quá mấy nhóc chịu hết nổi mình đi giật đi về các bạn. Đó thì bữa nay mình dắt hai nhóc quanh lại đây nè các bạn. Hai buổi chiều mát mẻ nè. Đó thì bữa nay cuộc hành trình bữa nay của mình với lại con mình với cháu mình ha, bắt được coi có dế không, nó gáy rồi mình lần theo mình bắt rồi mình quay cho các bạn xem nha. Đó, thử thách 6 ngày 6 đêm bắt dế nha bạn. Là gì bây? Get go. Rồi mình đi nhớ các bạn. Đây hai nhóc nó đang phát hiện chỗ có dế nha các bạn. Đâu chỗ nào đâu? Đây. Đây hả? Ừ. Đây bạn cái máng là nó tối quá thành thôi. Đây đây đây, chỗ chỗ nào đâu? Đây chỗ này. Hả? Bạn cho cái máy nó tối quá để chỉnh sáng lên. Đó. Đầu dưới đâu dưới đây hả? Đúng rồi. Rồi, hãy nghe đây gáy đây hả? Đúng rồi. Rồi hai nhóc đang nghe nó nghe gáy đâu đây nha các bạn. Dạo lên mấy này cho nó bắt nha. Ây da, cứng vậy. Không? Ôi không có con. Ôi dưới non. Dưới non mà. Chưa hả? Để con này lên luôn. Đó kìa, bắt kìa. Đến, đây nè, dưới lửa nữa nè. Cầm biến, ui một con dế. Ui ui cái gì? Biên. Đây biên, nhớ bắt chưa? Một mụn dưới lửa, kiên quắc dưới than. Ủa hai dưới trống luôn nha các bạn. Đây nè, hai nhóc đang nghe đây nè. Đây đây đây, bà cầm cho. Đi ra lấy hũ đi, lấy hũ đi. Đây là hai cái hũ. Hai hũ nhỏ đi. Còn đây nè các bạn. Đây nè, mình đang cầm hai con dế nè. Để mấy nhóc lên lấy hũ mấy con nữa không nhớ các bạn. Ui nè, hai con dưới trống luôn nha. Mấy nhóc nó nghe. Đây. Một con ở dịnh hũ lại để nó ngã coi nữa. Ủa, coi coi ủa hang dưới trống đẹp quá. Bỏ cỏ vô, bỏ cỏ vô đấy, cái cỏ mấy cái đọt cỏ đó bỏ vô đó. Ủa đảo quá các bạn ơi, hai con dưới trống luôn này, cầm mũ rồi để ba tìm đi tiếp nữa coi. Đây, còn nữa không ta? Có lỗ hả? Nghĩ chắc hết rồi các bạn ơi, nghĩ chắc hết rồi các bạn ơi, hai con à. Hai con để mình quay hang dế cho các bạn xem nha. Đâu đâu thì ra đây, mình ra đây quay cho hai bạn bạn xem mấy con dế này nha. Wow, hai nhóc nó nghe dế gáy nè. Đó, một cái dế than với một con dế lửa nha các bạn, quá đã luôn. Con dế lửa này đẹp nè. Đó, đây con dế than nha các bạn, dế than cũng to nè. Ủa con nào cũng râu dài các bạn ơi, đẹp quá đẹp quá ha. Đó, hai con đầu tiên nha các bạn. Đó, đã rồi chưa, thì giờ mình nhìn, bây giờ mình sẽ đi tìm tiếp ha, mình bắt rồi được. Mình quay tiếp cho bạn xem nữa nha. Ngay đây có con đang gáy nha các bạn. Đó là mình gì nhẹ tới xíu nữa. Đó nó đậu dưới cái lớp cỏ này nha các bạn. Đó đó các bạn nghe gáy không? Con này gáy khá dạng luôn nè. Mình dạch cỏ nha các bạn. Ây da. Wow, chỗ này cỏ quá trời luôn các bạn ơi. Quá thì cỏ luôn. Đây là... có trong cái ống này. Trong cái ống này không ta? Dám lắm à. Mình coi thử vô trong ống này không nhớ các bạn. Bẻ ống thẳng thẳng ra tìm. Có không? Không có, không có. Không có trong ống các bạn ơi. Cỏ dày quá trời dày luôn. Đây con ống nữa nè. Ê, trong ống luôn các bạn. Dế chạy ra rồi. Dế chạy ra rồi. Kiếm được vòng 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 ngoài đó rồi tiên, biên. Dế nó chạy ra rồi các bạn. Đây nè, đây nè. Dế máy nè, thấy không? Nè, dế máy nè. Biên cầm dế máy bên. Cầm nhẹ nhẹ thôi. Tì cái gì ra nữa. Để nó bắt chúng nó. Đi chống đâu rồi. Bắt con này cho hủ. Chạy đâu có tiêu rồi.
đây nè, chống nè, thấy chưa, chống lửa nữa các bạn, một giò nữa các bạn, cầm bên 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 cầm bên, còn nữa không, cô dịch rồi ra coi. Đi nè, trụ gì máy quá trời luôn nè. Nè. Một con nè. Cắm. Hết hả? Con với máy này nó chạy đi nữa nè. Đâu đâu đó, dì máy đây thấy không, đây nè, cầm cầm tiếp. Trời ơi biên, cầm con dế đây nè, bốn con luôn các bạn. Rồi có trứng gì nữa nè, trứng thằng lằn, trứng thằng lằn nha các bạn. Đây à, hết rồi các bạn ơi, em quay mấy con dế cho các bạn xem nha. Đây bốn con dùng khẩu luôn, mấy cái hộp to to tên ơi, đây nè bốn con luôn các bạn. Anh Kiền nhóc lấy cái hộp to to trước nha, lấy hộp bự bự tên, hộp vuông á nè bạn, vất vả ghê, bắt mấy con này vất vả ghê luôn. Lại đi tên ơi, đằng kia có dế gáy nữa kìa tên. Đây ở đây đó, ờ rồi giờ để mình đi tìm tiếp, mình bắt quay tiếp cho bạn xem đó nha, mình đang nghe kia gáy nữa nha. Nhà này con còn đang gáy nha các bạn, họ đang gáy bắt cặp nha các bạn, họ đầu đấy đầu dưới đây nè các bạn, mình để cái máy sát nó vẫn còn gáy nè các bạn, và máy bay đang bay ngang nữa, để cho bây giờ cho máy bay đây bay qua để mình bắt cho bạn xem nha. Đó máy bay bay ngang qua vẫn còn gáy nha các bạn. Đó thì hiện tại gió rất là nhiều nha các bạn. Mấy bạn nghe trong video của em, mấy bạn nghe ồ ồ, các bạn thông cảm mình nha. Đó, đây nè. Chụp liền các bạn ơi. Mình mới dở lên nè. À. Thấy nó liền, cái trống nè các bạn. Trống thang nè các bạn. Đi bên cầm bên, nếu chặt ra tìm coi còn nữa không. Đây. Còn có dưới máy không? Ôi. Vừa dạch ra có liền luôn các bạn. Màn dế hơi nhỏ, mình chưa kịp quay nữa, chưa kịp để sát cái máy cho các bạn xem. Có nhiều khi các bạn coi mà mình không có đưa cái máy kịp, mà lúc mình cảnh mình bắt con dế, bạn thông cảm mình nha. Tại vì mình có một tay à, một tay mình vừa bắt, một tay mình quay các bạn. Ồ, có một con các bạn ơi, con dế máy chạy rồi. Chạy nãy máy cũng bắt nhiều rồi, để mình quay con dế cho bạn xem nha. Bên bên dế đây bên. Rồi nhóc bỏ vô hũ luôn, bên cháu mà nó bỏ vô cái hũ, hũ này mình mua ở chợ đó các bạn, 2000 cái các bạn, đó mình bỏ về luôn nha, cái gì mấy bạn tới nhà mình lấy mình đưa luôn cái hũ luôn, có tiền lại luôn các bạn, đó bỏ cỏ vô, đó chỉ chống than nha các bạn, đó nhưng con này hơi nhỏ kệ cũng tạm ổn ha, rồi giờ mình sẽ tiếp tục mình đi tìm tiếp, mình bắt mình quay tiếp cho các bạn xem nữa nha, let's go. Rồi các bạn ơi, đó, tình hình là bây giờ chiều rồi các bạn ơi, hai nhóc đi theo mình nó cũng mệt rồi. Đó thì số dế bữa nay mình bắt được nè các bạn, đó, cũng khá là nhiều ha. Có hai con này thì nãy mình hai nhóc mình nó dở cục đá lên nó bắt nè, nguyên cặp dế này nè, mà mình ở tuốt còn kia xa quá nó không có kêu mình được các bạn. Đây nè, đó, còn mấy con dế này thì là sớm mình với mấy nhóc mình bắt nè. Đây, đó, còn dế trống một bàn dế máy luôn. Đó thì đây là mấy con dế trống, ha, hai con dế trống bắt đầu tiên nè. Con dế trống hồi nãy mình dở chỗ bụi cỏ nè. Đó thì hai con này thì là hai nhóc nó bắt ở đằng kia xa lắm. Đó mình đang tìm đằng đây mà nó không có kêu mình được các bạn. Thì nó dở ra nó bắt luôn các bạn. Đó nó có kêu mình thì lấy hũ đựng. Đó thì hôm nay mình bắt được thôi coi. Một con dế trống, bốn con dế trống, năm dế trống nha các bạn. À, năm dế trống với lại bốn con dế máy. Đó thì cũng có nhiều bạn kêu mình bắt dế máy, dế trống để cho các bạn nuôi sinh sản các bạn. Đó nhưng có nhiều bạn đó mình bắt dế máy làm chi, thả đi đó thì mình bắt để mình cho chia sẻ cho các bạn chơi đó, có nhiều bạn nhờ mình bắt mình mới bắt nha các bạn, chứ mình cũng ít bắt dế máy lắm nha đó, tại có nhiều bạn kêu mình bắt dế máy để các bạn nuôi sinh sản đồ đó thì mình mới bắt nha các bạn.
Đó thì đây chú giấy mình đã bắt được nha các bạn. Rồi vậy là cái cuộc hành trình bữa nay mình thử thách 6 ngày 6 đêm sao bên? Rất dễ 6 ngày 6 đêm sao, nhưng mà ba mẹ chịu cũng về đúng không? Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ khát nước quá về. Chịu hết nổi các bạn ơi, hai nhóc đi theo mình mà trời đâu có đem chai nước rồi đâu. Nãy quên đem chai nước lật đật đi quá. Sợ mưa đó bạn, lật đật mấy ba con với cháu mình đi nè. Nó lật đật quá nên nè. Khát nước quá, thử thách 6 ngày 6 đêm thua rồi. Đó thì bây giờ mình sẽ đi về nha các bạn ha. Đó mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã coi video mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha. Tạm biệt các bạn.